Hello chào anh em nhá. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một con game mới chuẩn bị ra mắt và đảm bảo với anh em là con game này nó sẽ không gầy, bởi vì nó chính là Tây Du Béo anh em nhá. Game Tây Du Béo này thì dựa trên câu chuyện kinh điển là Tây Du Ký anh em ạ. Đây, anh em có thể gặp lại Thư Phù, Nhậu Không, Bát Giới và Sa Ngộ Nghinh. Sa Ngộ Tĩnh. Sau khi hoàn thành chuyến đi Tây Du thì bốn thầy trò trở về Thiên Đình và được thưởng một bữa tiệc lớn chưa từng có. Đồ ăn thì nhiều vô kể, từ bánh trái, thịt nướng cho đến là những món ăn tinh túy nhất của thần tiên. Bốn thầy trò thì ăn chay mãi rồi, nay thấy thịt thà các thứ thèm quá, không cưỡng lại được. Thế thôi, ăn uống thả ga, bon nớt cho tí nước ngọt, thế là béo ú luôn. Thì đấy là bốn thầy trò hàng xóm nhà mình thôi. Còn các tướng trong này vì sao béo lên thì mình cũng không biết anh em ạ. Nhưng mà trông cũng hay hay, ngộ ngộ anh em nhé. Đây cũng là một điểm đặc biệt của game ấy chứ. Nhìn chung thì dù có béo nhưng mà vẫn nhận ra được nét đặc trưng của Tây Du Ký là ok rồi. Tướng ở trong này thì mình thấy cũng có nhiều phết anh em nhé. Có Tôn Ngộ Không này, Khôi Chấn Tử, Lý Tịnh. Ê à, Lý Tịnh trông cũng béo đấy. Tiếp theo là Thái Bạch Tinh. Rồi, cụ nào cụ bị choáng hay sao mà sao siếc đầy người này. Lữ Động Tân, Thiết Phiến Công Chúa, Đại Bằng Kim Sĩ Điểu, Chứ Bát Giới này, Hằng Nga. Ồ, Hằng Nga không béo. Thỏ của Hằng Nga béo anh em ơi. Anh Liêm, wow, amazing. Mạnh Bà, rồi, là bắt canh của Mạnh Bà trông kiểu ảm hoa ẩm thực ấy nhở. Na Cha này, Hồng Hai Nhi, rồi, Ngọc Hai Nhi trông trổng thế. Phượng Hoàng này, Đường Tam Tạng, đây rồi, sư phụ. Nhưng mà nào trông sư phụ cứ chôn chôn kiểu gì nhở anh em nhở. Diêm Vương, Ngưu Ma Vương, Bất Động Minh Vương, Địa Tạng Vương, Tam Thánh Mẫu, Dương Tiễn này, Cô Tiểu Bạch Long, đúng rồi, Ngao Quảng à, Tử Hà Tiên Tử, Sa Ngộ Tịnh. Ơi, ôi, Sa Ngộ Tịnh nào gánh trông lệch thế nhở. Có thể điều chỉnh tí gánh cho nó cân cân được không? Trông kiểu muốn thoát vị đĩa đệm vai trưởng anh em ơi. Và ngoài ra thì còn có Vi Cá, Tôm Hùm và Cua Hoàng Đế anh em ơi. Game này thì nó có auto vượt ải anh em nhé. Bình thường thì mình sẽ ấn tay này thì anh em có thể nhìn thấy cái mõ hình con cá chép đúng không? Nó gõ nó phọt ra. Đấy. Còn nếu như anh em muốn auto thì có thể ấn vào cái phần tự động nhấp. Trong này nó sẽ có hai loại mõ, một là mõ cá chép, hai là mõ cóc vàng. Thì mình làm sự kiện thì sẽ nhận được thôi. Bây giờ mình ấn dùng một cái nhé. Nếu như giai đoạn đầu mà anh em muốn auto luôn mà chưa có cái mõ nào thì hoàn toàn là có thể ấn vào xem quảng cáo thì mình sẽ được một cái mõ cá chép trời tạm thôi. Còn về sau có mõ cóc vàng nó sẽ ngon hơn, bởi vì cái mõ cóc vàng này nó sẽ tăng thêm sát thương nhé. Nhưng mà chỉ tăng sát thương khi mà chúng ta đi vượt ải làm nhiệm vụ PvE các thứ thôi. Ấy, nhìn chung auto như thế này thì khá là rảnh tay, phù hợp với những anh em nào mà bận rộn nhưng mà vẫn thích chơi game, và đặc biệt phù hợp với những ai hay chơi trộm xếp ở trong giờ anh em ạ. Đây, thêm một cái nữa là bên trên phần tự động nhấp ấy, chúng ta có AFK treo máy này. Đấy, nhận thưởng luôn anh em nhá. Và nếu muốn nhận thêm lợi ích thì chúng ta có thể xem quảng cáo hoặc là mua cái VIP để bỏ qua quảng cáo anh em nhá. Các cái hoạt động PvE ở trong này thì mình thấy có phần chiến đấu này, đây là đi vượt ải này. Nếu như chúng ta offline treo máy thì nó cũng sẽ tự động vượt ải luôn. Mở game phát là nó sẽ nhảy ải liền. Nếu như chúng ta đủ được chiến nha. Còn nếu như mà không đủ thì chắc chắn là bị đứng rồi. Ở trong cái phần tam giới này cũng có những cái hoạt động này, ví dụ như là thông thiên tháp. À, leo tháp luôn anh em ơi. Ồ, gặp luôn cua hoàng đế này, múc nó luôn nha. Ủa, có 10 lượt thôi á. Tăng x2 tốc độ lên xem nào. Ok này. À, bỏ qua được luôn anh em ạ. Ừ, hợp lý nhở. Không cần phải chờ hết trận đấu đâu, mà cũng không cần phải mua VIP. Được, hợp lý anh em ơi. Tiếp tục là khiêu chiến đi. À, mình thấy nha, 30 phút thì nó sẽ hồi một lượt khiêu chiến. Vì vậy bắt đầu ngày mình nghĩ là anh em nên vào đây để có thể là vượt ải trước. Đó, nếu như mà đến khi nào mà chúng ta thua rồi ấy thì còn có thời gian để reset cái lượt đánh. Nếu không cứ để full 10 lượt như thế này thì hơi lãng phí đúng không? Đây, mình sẽ vượt thêm một ải nữa nha anh em ơi. Vượt thử 10 ải xem được phần thưởng gì không nha. Bỏ qua lần này, sau luôn. Ý, ngon đấy chứ. Bỏ qua tiếp này, sau. Chỉ còn 6 tầng nữa thôi. Hình như là nhận được thưởng là thưởng xịn sò đấy. Ôi, thì khiêu chiến thất bại rồi. Ôi, thế thì phải về nâng cấp tướng thôi anh em ơi. Đây đây, tướng đây. Mình quên mất chưa nâng cấp tướng anh em nhá. Mỗi một con tướng thì mình thấy nó có vai trò khác nhau đấy. Ví dụ như Dương Tiễn thì thuộc hệ thủy này, và vai trò là thích khách nha. Giờ mình sẽ nâng x10 luôn. À, không cao hơn cấp nhân vật chính đúng không? Mình phát hiện ra là nó khá là tiện khi mà chúng ta không cần phải ấn vào nhân vật đâu. Cần ở bên ngoài này thôi. Nâng cấp nhanh phát là nâng cấp x10 luôn đấy. Ừ, hợp lý nhỉ. Tiếp tục luôn. Thêm phát nữa này, mình có thể ra trận được 5 tướng cộng thêm mình nữa, thằng béo ị người thỉnh kinh này là 6 tổng cộng nha. Ôi tiện nhờ, hay đấy. Rồi, còn nếu như mà anh em muốn thay đổi tướng đúng không thì có thể vào cho cái phần bày trận này. Đó, sau đó chọn con tướng mà anh muốn thay, ví dụ như là Ngao Quảng anh em không thích nữa, anh em có thể kế thừa sang vị tướng khác. Ví dụ như là vị tướng gì nhờ, Quy Thừa Tướng chẳng hạn. Đấy, anh em có thể ấn kế thừa phát là ra trận. Nhưng mà chả tội gì, mình chơi tướng cam, mình chơi tướng đỏ đi, kế thừa này. Đây, tướng đỏ luôn. Còn để kiếm được tướng đỏ thì mình thấy khá là dễ anh em ạ. Bởi vì chỉ cần chia mỗi 10 thôi là chắc chắn chúng ta sẽ sở hữu được một vị tướng đỏ luôn. Cứ 10 lần là được một vị tướng đỏ luôn nha. Đầu game thì mình chỉ cần nhập full cái bộ cốt tướng thủ vào thôi là mình đã thấy có 69 cái vé chiêu mộ rồi. Bây giờ vào thỉnh thần thì mình sẽ chiêu mộ tướng luôn cho anh em xem nhá. Hãy bỏ qua cái hiệu ứng luôn. Thần x10 phát để xem như thế nào nào. Đó, Dương Tiễn luôn đấy. Ok, tướng đỏ luôn đấy. Ủa, tướng cam luôn.
Rồi tiếp theo là vị tướng đỏ gì đây? Wow, từ Hà Thiên Tử à. Câu tiếp theo luôn. Ê, Ngao Quảng. Rồi, ngon lành. Và, ui, Tiểu Bạch Long luôn này. Thì được đấy. Rồi ôi, một vài những cái vị tướng cam trông cũng ra gì và lầy lọ phết anh em ạ. Để mình xem lần này tướng đỏ là gì đây. Bức Trì Thiên Vương, ai đây? Hắc Vô Thường và Sa Ngộ Tịnh, ngon luôn. Được cái nhà, ôi, chiêu mộ nhanh đấy nhở. Và đối với những cái vị tướng nào mà chúng ta đã sở hữu rồi thì khi chiêu mộ nó mà ra tiếp thì nó sẽ biến thành mảnh, và mảnh chúng ta có thể dùng để tăng sao anh em nhé. Và trong cái hoạt động tam giới này chúng ta còn một số những cái khác, ví dụ như là tiên đình đấu pháp, à đấu PK người với người anh em ơi, có đánh boss này, có đại náo thiên cung. Ôi, vượt ải chính tuyến 1500 mới mở, wow căng vậy. Nhưng mà mình thấy Tôn Ngộ Không này, nhớ cái tập là Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình đúng không anh em, có khai khoáng linh sơn này, bí cảnh thí luyện này, bí cảnh ngũ hành này, đấu pháp liên server, có hoạt động liên server ngon này. Mình phải vượt ải chính tuyến 200 và mở server trên 6 ngày thì mới mở ra cái hoạt động này anh em nhé. Cửu Tiêu Đình, Tư Đà Ma Linh, ủa nhiều hoạt động thế nhở, ngon. Được cái chứ, khám phá dần dần thôi anh em ơi. Ồ, ở đây mình thấy có cái gì đấy, mở hộp này. Ồ wow, rút x 1000 miễn phí. 1000 lần á? À không, đây là mình sẽ mở hộp đầu tiên này. Đây là 30 lượt, đây nó sẽ tính là 30 lượt anh em ạ. Quả nhiên đây là có cái gì? À, có Tử Hà Tiên Tử của anh em ạ. Ồ, đồng ý luôn. Tiếp theo bên này nó có cái gì cả? Bên này là có Đại Bằng Kim Xí Điểu à? Ai đây? Lôi Chấn Tử. Trời ơi, chắc là mình sẽ lấy Lôi Chấn Tử thôi. Đây mình sẽ lấy nhận luôn nha. Chọn một trong ba. Đồng ý luôn. Ai xì bà, được nha. Đây là một vị tướng tấn công. Ok. Và kèm theo đó là mình có thể sở hữu thêm được hai vị tướng cam và một nùi vị tướng tím tím anh em nhé. Ok, đồng ý luôn. Okay. Tiếp tục. Theo thế không muốn bỏ qua được à? Đấy. Tiếp tục là vượt chính tuyến, vượt ải chính tuyến 100 thì sẽ được nhận thêm nữa. À, ngon nhỉ. Bây giờ mình đang ở ải 71. 71 là còn 29 ải nữa thôi là mình có thể nhận được thêm một vị tướng đỏ nữa rồi anh em ơi. Để mình xem vị tướng mình vừa nhận được là Lôi Chấn Tử đâu nhỉ? Lôi Chấn Tử, à đúng rồi, trong phần đồ giám này mình có thể mở đồ giám nha, sau đó tích lũy thành cái dương đó, sau đó là nhận vàng kim nguyên bảo các thứ anh em ơi. Được đấy, hợp lý luôn anh em ạ. Đâu nhỉ, Lôi Chấn Tử mình vừa nhận được đây. Lôi Chấn Tử là thuộc chiến sĩ anh em nhé, hệ lôi luôn. Ừ, tên cùng hệ luôn ạ. Ảo thật đấy. Skill các kiểu ra nào. Kỹ năng cơ bản là gây cho tất cả đơn vị hàng sau phe địch sát thương 170% tấn công. Phết nhở. Từ từ, khoan. Nó có cái hiệu ứng lôi phạt. Lôi phạt là khi mỗi lượt bắt đầu sẽ trừ một tầng và gây 10% sát thương lôi phạt lên mục tiêu. Khi lôi phạt cộng dồn đến tầng 7 sẽ lập tức tổng kết tất cả các lôi phạt ở trên người. À chị bà, tặng 20% sát thương lôi phạt và có 50% sát suất gây tê liệt. Ơ được đấy. À, em tướng này thì mình thấy nó đi PvP đánh người với người sẽ hợp lý vì có hiệu ứng khống chế khá là khó chịu nha. Để mình check qua một chút về em tướng mà mình đã sở hữu được là Sa Ngộ Tịnh xem nào. Sa Ngộ Tịnh thì ở đây là có gây cho hàng sau phe địch sát thương 170% tấn công, có 30% sát suất thêm trầm mặc này. À không thể dùng độ khí, được đấy. Sa Ngộ Tịnh ok này. Để mình check xem nào. Tiểu Bạch Long cũng là một trong những thành viên ở trong bang Tây Du, 4 thầy trò 5 thầy trò đấy. Đây là nào, gây cho 3 mục tiêu của tấn công cao nhất. Hợp lý luôn. Ra Tiểu Bạch Long hợp lý đấy. Bởi vì đánh 3 mục tiêu của tấn công cao nhất, tức là chủ lực của kẻ địch cho con gì nữa. Sát thương 150% tấn công, có 40% sát suất đóng băng. Ai à, ngon nhỉ. Để mình check qua về Tôn Ngộ Không các thứ xem skill là gì nhá. Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại à, gây cho toàn thể phe địch tổng sát thương bằng 450% tấn công. À, chia đều cho các nhân vật. Trời ơi, cái này thì đánh kiểu càng ít mục tiêu càng mạnh. Wow, Tôn Ngộ Không của nó không có hiệu ứng gì luôn á. Thế là Sa Ngộ Tịnh có hiệu ứng này, Tiểu Bạch Long có hiệu ứng, Tôn Ngộ Không không thì có hiệu ứng gì. Thuần sát thương thôi anh em nhé. Át giới xem nào. Gây cho toàn thể mục tiêu phe địch sát thương 125% tấn công, hồi HP 30%, 30% sát suất thêm cho mục tiêu khiêu khích. Ô, khiêu khích thì em này đúng rồi, thì em này là thuộc phòng thủ chứ. Còn nếu như tướng tấn công mà dính khiêu khích thì đấy, ôi giời ơi. Đúng không? Ơ được đấy, có khiêu khích ngon này. Khi bắt dưới là sẽ phải lấy nha. Để mình xem là đường tam tạng xem như thế nào nha anh em. Sư phụ xem là có imba.
trị liệu cho toàn thể Feta. Ai xì bà, nó là tướng hỗ trợ mới đau chứ. HP 100% tấn công của đường tam tạng, xóa cho mục tiêu ngẫu nhiên, hai hiệu quả bất lợi. À, được, hợp lý, có hiệu, xóa hiệu quả bất lợi là ngon đấy anh em ạ. Ổn áp này, chưa không biết là có giải được choáng chứ các thứ không nhỉ? Cái này chắc phải test rồi, mình chưa có nữa. Anh em nào đã test rồi để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Rồi mình xem một số những vị tướng khác xem có cái gì không anh em ơi. Cũng hết rồi đấy, hòm hòm như thế anh em ạ. Mạnh bà xem nào. Mạnh bà cũng là tướng hỗ trợ à? À, cái tựa game Tây Du Béo này thì anh em có thể chơi trên đủ các thể loại nền tảng luôn, ví dụ như là Android là iOS. Thì Android iOS thì ngày mùng 6 tháng 8 tới đây thì game sẽ ra cái app chính thức ở trên hai cái hệ điều hành đấy. Thì anh em có thể vào trong Google Play hoặc là App Store để tải về. Hôm nay mùng 4 thì nó cũng đã mở đăng ký trước rồi. Anh em có thể vào đấy, ấn đăng ký trước, sau đó đến ngày mùng 6 tháng 8 là tự động tải về máy của anh em nha. Với cả game thì cũng có thể chơi trên web được anh em nhé. Hoặc là bây giờ mình vẫn có thể chơi game bình thường bằng cách là anh em có thể vào Zalo Pay. Úi dồi, số dư 150 đồng nhưng không sao. Anh em kéo xuống dưới này, Tây Du Béo. Đấy, chơi được luôn ở trên Zalo Pay anh em ạ. Thì nếu như anh em nào muốn trải nghiệm game trước để ngày 6 tháng 8 tới đây khi mà ra mắt đỡ bỡ ngỡ thì có thể tải Zalo Pay về đăng nhập vào và kéo xuống cái phần Zalo Pay đề xuất này. Có Tây Du Béo mở lên. Ôi giời, trời luôn. Đấy thì có nhiều anh em cũng hỏi mình là game có nặng hay không. Thì anh em cứ yên tâm bởi vì là chúng ta có thể chơi trên đa nền tảng. Với cả game khá là nhẹ nên là anh em từ máy cấu hình xịn cho đến máy cấu hình bọc vẫn có thể chơi được bình thường nha. Ok, anh em thấy tựa game này như thế nào thì để lại ý kiến ở bên dưới phần bình luận cho mình biết về nhá. Và anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm series Tây Du Béo ở trên kênh của mình nha.